Đây là một tấm hình đặc biệt với những con người phi thường. Bộ ba át chủ bài của tình báo Việt Nam: Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn và Đặng Trần Đức. Là sao mà anh suy nghĩ cái cách suy nghĩ của địch, hành xử cái cách hành xử của địch? Từ năm 1950, thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức được tổ chức giao nhiệm vụ thâm nhập vào các cơ quan của địch, tìm kiếm và cung cấp hàng ngàn những tài liệu quan trọng cho cách mạng. Ông Ba Quốc đã trở thành điệp viên trong chính cơ quan bảo mật hàng đầu Sài Gòn, Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo. Tôi đã nắm được 30 năm hồ sơ là người của ta đó, làm việc cho địch hoặc là bị biệt kích, địch phái ra miền Bắc. Nó nằm trong một cái kế hoạch, nó gọi là kế hoạch thành lần. Mình chuẩn bị để quánh một đợt hai á, thì có một cái tay sĩ quan cao cấp của mình nó ra nó hàng giặc. Tôi tìm Tám Hà ba nơi không thấy: Ban Quy Trung ương Tình báo, Tổng Giám đốc Trung tâm Thẩm vấn, Trung tâm Tình báo Hỗn hợp Phòng 2. Sau cuộc tổng công kích, Mỹ không thua ở mặt trận mà thua ngay tại chính nước Mỹ. Vụ ném bom B-52 Hà Nội không phải chỉ là biện pháp đối phó với hậu ký kết mà cả đối với khuynh hướng đè bẹp Cộng sản bằng quân sự tại Mỹ. Thì một cái nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo được cái liên lạc hiệp báo, giữ được tuyệt đối bí mật. Mình tức thay cho mẹ mình nữa. Rất là giận lắm ấy. Giận cho cái cuộc đời mình. Làm tình báo là phải có trí tuệ. Nhưng thứ hai là cái sự trung thành với đất nước, cái lý tưởng. Hai cái đó phải có trong đầu một người tình báo. Làm sao ông có thể đảm bảo an toàn trong suốt 20 năm trời, trong một nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tính mạng? Cùng ngược dòng thời gian, khám phá những nhiệm vụ đặc biệt của một con người đầy bí ẩn, nhà tình báo Đặng Trần Đức. Cuối thập niên 1980, cuộc khủng hoảng của các đảng Cộng sản diễn ra trên khắp châu Âu. Từ 1989 đến 1990, khối các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu dần bị xóa sổ. Với tư duy mới trên quan hệ đối ngoại, Liên Xô tích cực ủng hộ những phe phái chính trị cấp tiến Đông Âu. Trong khi đó lại bỏ mặc lực lượng Cộng sản chính thống, viễn cảnh của một sự biến chuyển đang đến rất gần. Trong một lần Tổng cục Chính trị có bồi dưỡng báo cáo viên tại Hà Nội, và lần đó thì mời đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Liên Xô tại Việt Nam, ông qua nói chuyện về cải tổ. Câu cuối cùng ông ta đánh giá: nếu sự nghiệp cải tổ thành công thì Gorbachev là Lenin thứ hai của Liên Xô, nhưng nếu sự nghiệp cải tổ thất bại thì Gorbachev sẽ trở thành kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Những ông thầy giáo của tôi, những cái cán bộ tình báo của Liên Xô cùng học với tôi, thì họ đều vẽ ra một cái bức tranh rất là đen tối. Và họ nói với tôi là với cái cương vị của họ, họ hiểu rằng phía bên kia đã đạt được những lợi thế, còn phía bên này thì đảng, nhà nước và quân đội Liên Xô đang bị bịt mắt vì không tin vào tình báo. Những cái tướng trung thành nhất họ gọt đi, bắt đầu kích thích cái lớp tướng trẻ đưa lên và hàm ơn họ. Bắt đầu từ đó là làm rũn nát, thứ nhất là về sự lãnh đạo, cái rũn nát thứ hai là người lãnh đạo, rũn nát thứ ba bắt đầu đổ lỗi. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh, một số chuyên gia và cơ quan chuyên trách đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề này. Đứng đầu là Thiếu tướng Đặng Trần Đức. Trong đó nhận định, nếu tình hình xã hội Liên Xô trở nên phức tạp tới một mức độ nhất định thì Hoa Kỳ sẽ ra tay can thiệp, thậm chí thực hiện đảo chính. Sau khi báo cáo xong thì ông Ba Quốc có một cái phát biểu rất là bất ngờ. Với kinh nghiệm của tôi trong hậu địch thì Mỹ nếu đứng ngoài cái việc này thì không còn là Mỹ nữa. Nó sẽ tận dụng tối đa cái thời cơ này
để nó xóa sổ Liên Xô. Tôi nghĩ kịch bản nó sẽ diễn ra theo cái kịch bản Bravo 1 và Bravo 2. Bravo 1 là gì? Là một cái cuộc đảo chính giả do một cái nhóm đứng lên đảo chính lật đổ cái chính quyền đương thời. Nhưng Bravo 2 mới là câu chuyện cuối cùng, là một cái lực lượng đã âm mưu từ đầu nhân danh chính quyền, nó lật đổ, nó chống lại cái lực lượng đảo chính và đồng thời nó xóa sổ luôn cái chính quyền đương nhiệm. Thế thì chúng tôi, lúc ấy thì tôi là tư lệnh quân khu 3, thì anh Đức Anh thì anh gọi tất cả các tư lệnh quân khu lên, anh nói là các đồng chí hết sức theo dõi kỹ cái tình hình cái khối trại chủ nghĩa Đông Âu, có khả năng là Liên Xô sẽ mất. Mà khi Liên Xô mất ấy, thì một cái cú sốc rất lớn. Thế cho nên các đồng chí nhớ là lúc đó là quân đội phải nắm chắc. Một là không cho bộ đội đi phép, không cho sĩ quan đi phép, phải sẵn sàng chiến đấu. Thì chúng ta phải chấp hành đúng cái theo cái ý định của Đảng, của nhà nước và của Bộ Phòng. Những diễn biến tiếp theo của lịch sử đã đúng như những gì mà ông Ba Quốc dự đoán. Với sự can thiệp của các thế lực bên ngoài cùng những khủng hoảng nội tại, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết cuối cùng đã tan rã. Với Việt Nam, chúng ta đã đứng vững và có những sự chuyển mình để phù hợp với sự đổi thay của thế giới. Tình báo là tai mắt, tai phải tỏ, mắt phải sáng, thì đầu óc nhận định kế hoạch mới đúng. Hành động kịp thời thì ta nhất định thắng địch. Những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam với tình báo quốc phòng, mà minh chứng sinh động chính là những thời điểm nhạy cảm cuối thế kỷ 20. Với khả năng phán đoán và nghiệp vụ tình báo, Thiếu tướng Đặng Trần Đức đã dự đoán chính xác những biến động xảy ra tại Liên Xô, giúp Trung ương Đảng đánh giá đúng tình hình thế giới, chuẩn bị đối sách cho mọi tình huống. Campuchia, nơi diễn ra cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, cuộc chiến bắt buộc với Việt Nam. Thiếu tướng Đặng Trần Đức đảm nhiệm một nhiệm vụ đầy thách thức, nhiệm vụ lãnh đạo một đơn vị tình báo đặc biệt, khám phá những âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực bên ngoài. Một chương mới trong cuộc đời ông chuẩn bị bắt đầu.